Ngân quét được một hầm rồi. Đây, xong được một hầm mũi. Hầm lái thì vẫn còn nguyên si nha. Buổi sáng á, nguyên ngày hôm nay chứ, nguyên ngày hôm nay là được một hầm mũi. Ngày mai thì nghỉ một ngày không có làm. Rồi, nãy giờ kéo được nắp 1, nắp 2 rồi, bây giờ sẽ tới nắp 3 nha. Bây giờ xà lan mình trường tới. Trường tới đằng mai mình làm hầm sau. Mai à? Mai làm hầm sau. Mốt của mai gì? Mai nghỉ hả? Mai chủ nhật làm gì? Mai đi du lịch. Mai được đi du lịch cả nhà ơi. Ngày mai cuối tuần cảng này ta không có làm việc á. Cho nên là ngày mai nghỉ. Đó, sẵn bây giờ mình về xà lan luôn. Lắp neo luôn hả? Cậu cái cậu để neo đi. Kim Ngân xin mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Xà lan Ngân bây giờ đã giao hàng xong rồi. Ngày hôm qua thì dời ra ngoài, đậu ở phía bên ngoài, bây giờ là rời bến luôn. Ông xã Ngân đi ra trước để máy rồi. Đó, Ngân giờ ra đây ngày hôm qua hồi sáng giờ thì còn chờ làm phiếu tổng.
thì người ta vẫn còn đặt đáy để mà người ta bắt cá linh nè. Đây là những đây là một trong những cái đáy cuối cùng. Hiện tại bây giờ thì Ngân thấy người ta cũng cuốn bớt rồi. Giờ là Ngân chuẩn bị đi ra tới ngay chỗ cầu sắt. Một trong những cây cầu mà sợ nhất ở trên Campuchia này dành cho những cái phương tiện xà lan lưu thông qua cầu. Ước gì mấy cái cảng của mình giao hàng nó ở gần gần ở ngoài khu vực, ở ngoài sông Bốn Mặt á, mình đi vô trong kia rất là xa luôn. Từ ngay chỗ cái đoạn đường này mình vô trong kia xa quá. Cây cầu này mà chạy nối đuôi luôn, ghê quá. Đó. Thường đi qua mấy cây cầu này là sẽ chạy, mình sẽ chạy với cái ga hơi lớn hơn bình thường. Đó. Đó. Qua mấy cây cầu này là nước nó bê dữ lắm, nước nó đạp á, mình phải chạy qua tốc độ. Đó, xả Ngân qua cầu được rồi đó. Đây là một trong những cây cầu mà ở đây xà lan người ta sợ nhất luôn. Kể cả những cái tàu du lịch, tàu dầu người ta phàn nàn về cái cầu sắt này rất là nhiều bên Campuchia. Bây giờ xà lan Ngân đã về tới chỗ lòng mứt rồi. Đó, chuẩn bị ủi vô bột chay nha. Em canh nha Vinh, em canh kìa, lại đây nè Vinh. Đây gần nè. Chỗ này xa, nó bị cản đám đất ở dưới rồi, không bay được đâu. Lại bên kia kìa. Trời ơi. Ủa cây trước nè. Trước cây xài bự kìa. Bột lòng anh
trên luôn bác ơi. Này đưa lên cái mũ trâu bên này. Lọn lên cái cây phía trước. Ừ, đúng rồi. Về luôn đi bác ơi. Kéo dây về luôn nhanh ơi. Buộc mấy cọng anh. Giờ đang lên dây. Hôm nay đất ở đây bị sụp quá chừng rồi. Đây là cái cây này là con cái cây Ngân hay quay, là cây này là cây bứa nè. Mà bữa nay ông xã Ngân đậu hơi thấp á. Kéo lên nữa cho nó đi thôi. Kìa kìa. Dây tới kìa anh hai. Cái đèn mà Ngân đang gọi này là đèn cầm tay siêu sáng. Trời ơi nó sáng kinh khủng. Quá sáng sáng. Đó, một dây thôi. Cộng nữa. Đúng không? Tới cộng với Thái nữa. Cộng này là siêu bự rồi đó. Bự nhất trong các cộng dây. Sửa lại bác ơi. Nghĩ cho sửa lại bị. Kéo đi tới. Kệ nó đi, đâu ảnh hưởng gì đâu, kệ nó. Thấy cộng như Thái nhỏ buộc cộng cái buộc cái này nè, gịch cái mũi vô. Rồi rút lên hai. Vinh nè. Quá chừng ở đây bù hông kinh khủng luôn rồi. Cút nữa Vinh, cút nữa Vinh, Vinh, Vinh. Cho dây nữa đi, còn đang chưa tới đó. Cút, 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 cút. Nào ngưng kìa thôi. Quá xá bù hông à. Rồi ok. Thêm cộng cái cây này ha anh. Ừ. Cái keo này nè. Còn lấy cộng nhỏ này luôn là gì? Có cộng như Thái bự. Cộng như Thái bự anh hai. Bên đâu? À. Cái đầu này hả? Bảy, cái dây cộng như kia kìa. Ừ, cộng đó đó. Không. Không không, đâu đạp lái, chủ yếu cái mũi mình ủi vô vậy được rồi. Lái đâu đạp vô chi? Đạp vô dính cạn rồi nào xuống. Đạp vô dính cạn sáng không ra được. Đầu nào cũng được cái gì? Đầu nào cũng được đó. Ở đây cạn lắm. Rút về luôn. Đây nè, đây nè, một cái nè. Cái bự kìa. Bự nhưng mà nó ngang, nó có dịch. Trồng đó luôn. Trồng đó, trồng luôn đi. Rút bẻ cổ chồng về. Mai mình mở 1 cộng. Mai mình mở 1 cộng, còn 1 cộng thì mình phải. Hôm nay mình mở được, cộng kia mình không mở được. Rồi xác kiến trực. Thôi ok con dê. Thôi có không Vinh? Hả? Thôi cây keo này cháy quá trời luôn nè. Cái đèn này nó sáng kinh khủng thiệt cả nhà ơi. Quá sáng sáng luôn á. Tao mượn thôi. Nè. Một chút nữa có cái món bò leo núi chuẩn bị xuống. Đó. Không có con trái nữa hả? Xíu nữa có món bò leo núi cả nhà ơi, bởi vậy kiếm mà có trái bứa nào không? Trời ơi, nó lên gung cây luôn kìa. Không có rồi.
nhà ơi. Đây bây giờ Ngân sẽ test cái độ sáng của cái đèn đội đầu ánh sáng vàng cho mọi người xem nha. Em đèn này là ánh sáng siêu khủng nè. Đèn này là đèn đội đầu ánh vàng của trong giỏ hàng Ngân nha. Đó. Đây cái đèn mà ông xã Ngân đang cầm là đèn W591 nè. Rồi đi tới. Đó, em đèn này là siêu sáng, ánh sáng cực kỳ rộng luôn nha.